Xin chào các em và gia đình. Cô tên là Karen, cô là nhân viên của thư viện quận 1 Noma. Hôm nay cô sẽ đọc cho các em nghe một câu chuyện về một chú gấu nhồi bông có tên là Corduroy của tác giả Don Freeman. Bây giờ cô mời các em lắng nghe nha. Corduroy là một chú gấu nhồi bông trong cửa hàng bán đồ chơi trong một siêu thị rất lớn. Ngày qua ngày, chú và các thú nhồi bông khác thầm mong sẽ có một ngày nào đó, một buổi sáng nào đó và một người nào đó sẽ đến và mang chú về nhà của mình. Siêu thị này lúc nào cũng đông người và cửa hàng bán đồ chơi này cũng vậy. Có rất nhiều khách hàng đến và mua rất nhiều đồ khác nhau, nhưng hình như không ai để mắt tới một chú gấu nhồi bông trong bộ áo liền quần màu xanh đó cả. Cho đến một buổi sáng nọ, một cô bé bỗng dưng dừng lại rồi ngắm nghía vào đôi mắt long lanh của Corduroy. "Ô mẹ ơi!" Cô bé gọi mẹ của mình. "Mẹ nhìn nè, đây là chú gấu nhồi bông mà con luôn luôn ao ước." "Hôm nay thì không được rồi con gái à," mẹ cô bé nhẹ nhàng nói. "Mẹ đã mua nhiều đồ lắm rồi, vả lại chú gấu này không còn mới nữa, thậm chí cái nút trên dây chéo của bộ đồ cũng bị mất rồi kìa." Và thế là Corduroy buồn bã nhìn hai mẹ con cô bé quay lưng bỏ đi. "Ồ, mình cũng không biết là cái nút bị mất bao giờ nữa," chú tự nhủ. "Tối nay mình sẽ đi tìm xung quanh đây thử xem có tìm được không vậy." Tối hôm đó, khi siêu thị đã đóng cửa và không còn một khách hàng nào bên trong siêu thị nữa, Cordura cẩn thận, nhẹ nhẹ trèo xuống khỏi kệ trưng bày của mình và bắt đầu đi tìm khắp nơi trên sàn tiệm để tìm cái nút dây áo của mình. Bỗng dưng, chú cảm thấy mặt sàn dưới chân mình bắt đầu di động và chú được đưa lên cao và cao hơn. Thì ra, chú đã vô tình bước lên thang máy tự động mà không hề hay biết. "Có thể là lên một ngọn núi," chú thắc mắc và rồi cảm thấy rất thích thú bởi vì mình luôn muốn được leo núi mà. Chú bước ra khỏi thang máy tự động khi nó dừng lại ở tầng trên của siêu thị và rồi chú không thể tin vào mắt mình nữa. Ở nơi này có rất nhiều bàn ghế thật đẹp, có cả ghế nệm, đèn ngủ và rất nhiều giường ngủ được sắp hàng hàng lớp lớp ngăn nắp với nhau. Chú trầm trồ. "Giống như là một cung điện vậy đó. Mình lúc nào cũng luôn ao ước được sống ở một nơi như thế này." Chú thích thú ngắm nghía mọi thứ xung quanh mình. "Đây chắc chắn là giường ngủ. Mình luôn ao ước được ngủ trên chiếc giường thế này." Chú nói và rồi leo lên một chiếc giường ngủ to nhất, có nệm dày nhất. Rồi ngẫu nhiên, chú nhìn thấy những vật tròn nhỏ trên mặt nệm. "Sao ngộ vậy? Đây là nút của dây áo mình mà." Chú mừng rỡ và vội vàng đến nhặt về. Cho dù chú đã dùng hết sức để kéo, nhưng cũng như những cái nút khác, cái nút này đã được mai chặt xuống nệm rồi. Chú dùng cả hai tay nắm chặt cái nút và ra hết sức để kéo, kéo và kéo thật mạnh. Cái nút bị đứt chỉ và Cordugo bị té văng ra khỏi giường, đụng vào một cái đèn ngủ đứng kế bên và làm nó ngã xuống một cái. Có một điều mà Cordugo không ngờ được, đó là mặc dù siêu thị đã đóng cửa, nhưng bác bảo vệ vẫn thức để trông coi mọi thứ trong siêu thị. Bác bảo vệ nghe tiếng động phát ra từ cửa hàng bán đồ nội thất, liền vội vàng chạy xuống. Bác bảo vệ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cái đèn ngã dưới sàn. "Giờ này mà ai làm chuyện này chứ? Hay có ai đó đang lẩn trốn xung quanh đây?" Bác bảo vệ soi đèn và kiểm tra khắp nơi, ở dưới và ở trên những cái ghế nệm, cũng như trên những cái giường ngủ và cuối cùng là trên một cái giường to nhất. Tại đây, bác phát hiện ra có hai cái lỗ tai nhô ra khỏi tấm chăn đắp. Thì ra là coi được rồi. "Ồ, xin chào, làm thế nào mà ngươi lên đây được vậy?" Bác bảo vệ thắc mắc. Bác bảo vệ nhẹ nhàng cặp Corduroy vào cánh tay của mình và mang chú trở xuống cửa hàng bán đồ chơi. Bác đặt Corduroy về vị trí của chú trên kệ trưng bày cùng với những thú nhồi bông khác.
Sáng hôm sau, cô đu rồi thức dậy khi người khách hàng đầu tiên bước vào cửa tiệm và trước mặt chú là một cô bé đang nhìn chú với một nụ cười ấm áp. Đó chính là cô bé mà chú đã gặp vào hôm qua. Mình là Lisa, cô bé nói. Và bạn sẽ là gấu nhồi bông đầu tiên của mình đấy. Tối qua mình đã đếm hết tiền tiết kiệm của mình và mẹ mình bảo mình có thể mang bạn về nhà với mình. Con có muốn cô để gấu nhồi bông vào hộp cho con không? Cô bán hàng hỏi Lisa. Dạ không cần đâu ạ, con cảm ơn cô. Lisa trả lời và ôm Cordero trong vòng tay của mình. Cô chạy thật nhanh về nhà, thậm chí nhảy cả bốn bậc thang cùng một lúc để về nhà được nhanh hơn và đi thẳng vào phòng của mình. Cordero không khỏi ngạc nhiên vì phòng của Lisa chỉ có một cái ghế, một cái tủ đựng đồ và một cái giường nhỏ của cô. Bên cạnh đó là một cái giường bé xíu nhưng rất vừa vặn cho Cordero. Căn phòng nhỏ bé và không có gì giống như cung điện, giống trong như trong cửa hàng bán đồ nội thất cả. Nhưng Cordero cảm thấy rất là ấm áp và có cảm giác rằng đây chắc chắn là nhà, một nơi mà mình luôn ao ước được có. Lisa ngồi xuống cùng với Cordero và bắt đầu mài một cái nút khác vào bộ đồ cho chú. Cô nói với Cordero rằng mình thích bạn như thế này hơn. Nhưng bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn nếu dây chéo được thắt chặt hơn trên bờ vai của bạn. Lisa thì thầm. Ồ, đây thật sự là một người bạn. Một người bạn mà mình luôn ước ao được có. Cordero thì thầm. Mình cũng cảm thấy vậy. Lisa ôm và nói và ôm chặt Cordero vào mình. Câu chuyện đến đây thì đã kết thúc rồi. Nhưng cô tin rằng tình bạn giữa Lisa và Cordero chỉ là mới bắt đầu thôi, phải không các em? Cô hy vọng là các em thích câu chuyện này. Bây giờ thì cô Karen xin tạm biệt các em và gia đình. Hẹn gặp lại lần sau nha!